Vâng, xin chào các chào bác trở lại với trang kiến của kỳ xưa. Hôm nay em lên cái cơn xe 57 của Nguyên Tem nhé, trước vào kênh bác còn like xe nhiều thì là sẽ có những cái giá rất là tốt và tất cả đầy đủ phụ kiện cho Nguyên nhé. Và Nguyên Tem đấy, và con này xe 57 chiều ngang 4,5 nhé. Cái dòng này có đủ size 55, 57, 58 có hết đấy. Và cái dòng này bác nào mà đeo dây băng size 624 ấy thì mình sẽ đeo vừa luôn. Đấy chứ về kính cơn thì khuôn mặt của em thì em chỉ hợp với size 52 chiều ngang 3,8, còn đây cái này size 57 chiều ngang 14,5 nhá. Em có cả size 58 chiều ngang 14,7 có đủ hết, thì dành cho bác nào khuôn mặt to béo. Về cái dòng size to này thì em lại phân tích lần nữa là tức là bác nào phải cao trên 1m7 ra. Nếu như mình không được 1m7 thì mình tối thiểu thì mình cũng phải nặng 70 kg, 70 cân 70 kg trở lên thì đeo nó mới vừa với hình thể và dáng người, nên tôi là cái vẻ đẹp sang trọng đó. Thế em phải phân tích rất là kỹ luôn vấn đề như thế. Và nói chung là cái dòng này thì em không phải chia sẻ nhiều, bởi vì trong quá trình là hai mấy năm qua em bán kính cổ đồ cổ mới hiệu quá nhiều rồi, và cây này thì trong tình trạng new rồi, mới cắm cựa nguyên tem rồi. Thì bác nào nó có cây sơn size 52 chiều ngang 3,8 thì có thể sưu tầm thêm cây này, nó đủ bộ luôn. Cây này size 57 chiều ngang 4,5. Vâng, và bác nào ở Hà Nội gần Hà Nội có địa chỉ nhé, em xem kính cổ đồ sơ đồ lính Mỹ nhé. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm bằng phương tiện bưu điện ô tô, máy tàu à, phương tiện nhanh nhất em gửi phương tiện đó nhé. Thời gian gửi 1-2 ngày, chậm là 3-4 ngày tùy theo thiên tai dịch bệnh bão lũ nhé. Và mới cắm cựa nhé, và chuôi vàng trắng tinh trắng muốt ở gầm cầu dưới giữa, bao giờ nó có chữ AO này. Và tất cả thông tin về kính em đều ghi bên dưới video rất cẩn thận, kèm theo những địa chỉ số điện thoại lâu năm mà đã khẳng định làm nên tên tuổi thương hiệu rồi. Và tiếp theo hai cái là chiều 5/2 biểu tượng logo Ametrical chữ Việt Hoa nhé, và hay gọi là chữ to nhưng mà đầy mạ vàng thập niên 70-79 xuất sắc nhé. Và bên này thế đảo chiều nhau này đó, rất là rõ ràng nhé. Đấy, ô bàn kêu ạ, xuất sắc nhé, đẹp nhé, và thành vách sắc nét đẹp luôn. Ô bàn kê size 57 chiều ngang 14,5 nhá. Và giá cái này là 7 triệu 7 7.100k nhá, giá là 7 triệu 7 7.100k nhá. Về hình thức mua bán thì bác nào chuyển khoản thì bên em bao ship, bác nào chọn ship code thì vui lòng đặt cọc 100 đến 200k. Tất cả ship code kính cổ đồ cổ đồ đắt tiền như quần áo hàng hiệu thì nên đặt cọc một vài trăm, không nên đặt cọc một vài triệu. Bởi vì sao? Bởi vì các bác biết này, như nhiều đối tượng đặt cọc một vài triệu, đối tượng ủ tái quyền hoặc là treo đầu dê bán thịt chó rất là nguy hiểm, đặc biệt những đối tượng bán mà không có hình ảnh con mặt con người, không có cái địa chỉ bán hàng lâu năm như bên em, tức là đối tượng chỉ có mỗi số điện thoại không thôi, ghi là http://2.2 số điện thoại Zalo, rồi số điện thoại Zalo xong hình ảnh động, đúng không? Không có địa chỉ bán hàng lâu năm, không có hình ảnh khuôn mặt con người, thế là rất là rủi ro, quá rủi ro, lừa đảo amateur. Lên lúc vài chục cái kính nhưng không có địa chỉ và số điện thoại bán hàng lâu năm mà sử dụng rất nhiều sim số tam quy tứ quý, chẳng hạn đôi ban 23638 39, tứ quý 5, tứ quý 8, rất nhiều tứ quý khác nữa đấy. Hoặc thuê đi con gái bán ăn theo phần trăm. Đi con gái bán thì em đã phân tích rồi, các bác để ý thập niên 90 thập niên 2000 đến bây giờ cùng thời hội em nhé, còn người con gái nào bán nó xung quanh khu Bắc sinh sống không, em khẳng định không có, đa phần là chuyển hệ khác, chỉ ví dụ đơn giản đấy thôi, đấy là bác hiểu ngay luôn, hiểu được luôn và ngay. Và đấy nó vậy, mọi thứ nó rất là rõ ràng, giá là 7 triệu 7 nhá, xuất sắc tình trạng new. Cái dòng này em có size nhỏ size 52 nhá, và em có đủ luôn size nhá, size 52 cái đấy em bán giá 6 triệu 9 đấy, con này size 57 em bán giá 7 triệu 7 nhá. Và đấy là phải rõ ràng luôn, thì mỗi cây nó mỗi giá khác nhau tùy theo size số đó. À, tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cái mã số 02. Mã số 02 đây chỉ là cái bộ túi vít đa năng thôi. Bộ này thì là em cũng đã chia sẻ nhiều rồi, bởi vì là bộ này thì nó có cái giá là 300.300k thôi. Đó. Đây, bộ này có bán giá là 300.300k. Bộ này thì nó dùng cho đồng hồ kính mút bật lửa, tivi, đầu dàn loa nhá. Đó, bởi vì là đây là hai cái đầu khẩu nhá. Còn bên này là các đầu túi vít, nó hai cạnh bốn cạnh lục lăng để vặn mở ốc sao hoa khế nhá. Thì giá nó chỉ 300.300k thôi. Bác đi đâu mua bán bất kỳ đồ gì, mình mua bộ này bỏ túi quần túi áo để mình làm sao mình có thể tháo ra đằng sau, lắp đằng sau ví dụ đồng hồ hay là máy ảnh hay cái gì đấy, mình xem được cái cấu hình của máy đúng không, seri đời máy như nào, rất rất ok, mà giá chỉ có 300k thôi đấy, rất là rẻ, rất là hữu ích ạ. Vâng, bác mua kính của đồ cổ thì cũng mình không nên nhìn vào lượng đăng cái kênh theo trang, bởi vì nhiều đối tượng nó thuê đơn vị thứ ba quảng cáo marketing để sell, đẩy like, đẩy view, đẩy được kênh kênh theo dõi chóng ngoài chóng mặt, mới là 1 năm 2 năm đã 3 2 năm 3 năm đã 10.000 2.000 3 năm cái kênh, thì hết sức lưu ý cảnh giác vấn đề này. Bên em là nổ thẳng nổ thật không ạ, chạm đâu, bởi vì là những cái gì em biết được em chia sẻ hết lên,
chỉ kính ngoài kính gọt đồ cổ ra, ngay cả mặt trái rộ rất nhiều tập đoàn về bất động sản, những ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng tư nhân liên kết huy động vốn trái phiếu gì em cũng nổ thẳng thật luôn, không ngại đâu đấy, để làm sao để là các bác biết được mà phòng tránh ra thôi đó. Một lần nữa rất là cảm ơn các xin xem video, xin chào và hẹn gặp lại phía sau.